đang đẩy nhanh tốc độ tấn công trên khắp các mặt trận. Ukraine thiệt hại nặng nề sau khi Nga tập kích vào lỗ hổng phòng thủ. Nhà báo điều tra Ukraine bị chặn đường, bắt trao giấy nhập ngũ. Robot giả phá mìn của Nga bắt đầu thử lửa ở Avdiivka. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ngày 7 tháng 4, các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh IFW có trụ sở tại Mỹ đã công bố báo cáo cho biết, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Ukraine, Trung tướng Kirill Budanov, nói rằng Nga dự kiến sẽ tăng cường các hoạt động tấn công vào cuối xuân, đầu hè. Các nhà phân tích cũng nhắc lại việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó đã nói rằng các nỗ lực tấn công then chốt của Nga có thể bắt đầu vào cuối tháng 5 hoặc tháng 6 tới đây. Báo cáo có đoạn, IFW gần đây quan sát thấy rằng các lực lượng Nga đã tăng tốc các hoạt động tấn công trên toàn chiến trường. Đáng chú ý nhất là tiến hành một cuộc tấn công cơ giới hóa cấp đại đội vào Chasovka vào ngày 4 tháng 4, đồng thời tiếp tục đánh giá rằng quân đội Nga dường như đang cố gắng hạn chế khả năng gia tăng thương vong về nhân lực, vũ khí trang bị. Tổng thống Zelensky cùng các quan chức quân sự cấp cao của Ukraine gần đây cảnh báo sự chậm trễ trong việc cung cấp hỗ trợ an ninh đã khiến nước này phải nhường thế chủ động trên chiến trường cho Nga và lực lượng Kiev không thể lên kế hoạch phản công hay phòng thủ thành công nếu không biết sẽ được hỗ trợ gì khi nào nhận được. IFW tiếp tục đánh giá rằng sự chậm trễ trong việc cung cấp hỗ trợ quân sự của phương Tây đang buộc Ukraine phải đưa ra những quyết định khó khăn liên quan đến việc ưu tiên một số khu vực phòng thủ nhằm giành lại thế chủ động và hạn chế khả năng quân sự của Nga, cũng như lập kế hoạch cho các hoạt động phản công trong tương lai. Bên cạnh đó, báo cáo ngày 7 tháng 4 của IFW cũng liệt kê ra một số điểm đáng chú ý. Đầu tiên, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Ukraine, Trung tướng Kirill Budanov cho biết Ukraine dự đoán sự tăng cường các hoạt động tấn công của Nga vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè. Thứ hai, cuộc gặp của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov với các quan chức Trung Quốc tại Trung Quốc vào ngày 8 và 19 tháng 4 trong bối cảnh phương Tây cảnh báo rằng Trung Quốc đang ngày càng hỗ trợ cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga và thậm chí cung cấp thông tin tình báo không gian địa lý. Thứ ba, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tướng Alexander Sisky đã công khai lên án và đang có hành động sau khi có báo cáo cho rằng các sĩ quan thuộc cơ quan an ninh SBU có thể đã cố tình đe dọa một nhà báo Ukraine đang điều tra tham nhũng ở SBU bằng cách tống đạt chất đòi hầu tòa tới người này. Thứ tư, trong ngày 7 tháng 4, quân đội Nga được xác nhận đã có những bước tiến gần Avdiivka trong bối cảnh giao tranh chiến hào kéo dài dọc theo toàn bộ tiền tuyến. Thứ năm, cũng trong ngày 7 tháng 4, lãnh đạo Hiệp hội Cossack toàn Nga và Phó Chủ tịch Ủy ban Duma Quốc gia về các vấn đề dân tộc, ông Nikolai Doluda cho biết hơn 30.000 binh sĩ người Cossack đang chiến đấu ở Ukraine. Mới đây, tờ Financial Times đưa tin, Nga đã thay đổi chiến thuật tấn công vào ngành năng lượng của Ukraine bằng cách triển khai tên lửa có độ chính xác cao nhằm vào các nhà máy điện ở những khu vực được bảo vệ kém hơn thủ đô Kiev nhằm gây thiệt hại nghiêm trọng, khó khắc phục cho đối thủ. Đây là những lỗ hổng phòng thủ của Ukraine mà Nga khai thác để gây thiệt hại nặng nề cho đối phương và gây áp lực cho phía Kiev. Một cơ sở hạ tầng năng lượng mà Nga tấn công thời gian qua sẽ không thể được sửa chữa hoàn toàn cho đến mùa đông năm sau. Tờ Financial Times, các quan chức Ukraine cho biết, tuy thiệt hại trong đợt tập kích mùa đông 2023-2024 không rộng khắp trên nhiều khu vực như năm trước, nhưng thiệt hại mà Moscow gây ra vẫn nghiêm trọng hơn. Giới chức Ukraine nhận định, mục tiêu của Nga là gây ra thiệt hại dài hạn, khó khắc phục cho cơ sở hạ tầng của Ukraine. Trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 3 vừa qua, Nga đã nhắm mục tiêu vào 7 nhà máy nhiệt điện, tất cả đều ở các khu vực không phải là Kiev, nơi được Ukraine trang bị hệ thống phòng không tốt nhất cả nước. Tên lửa Nga cũng tấn công 2 nhà máy thủy điện của đối phương. Ukraine không cung cấp thông tin chi tiết về mức độ thiệt hại tại từng nhà máy điện, nhưng các quan chức nước này cho biết một số nhà máy, bao gồm cả những nhà máy ở Kharkov gần biên giới Nga, gần như bị phá hủy hoàn toàn. Giám đốc điều hành của DTEK, nhà sản xuất năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, Maxim Timchenko cho biết, mục tiêu của chúng tôi là khôi phục cơ sở hạ tầng nhiều nhất có thể cho tới tháng 10 năm nay. DTEK đã thiệt hại khoảng 80% công suất phát điện trong các cuộc tấn công của Nga trong tuần cuối tháng 3. Có 5 nhà máy nhiệt điện của DTEK buộc phải ngừng hoạt động. Ông Timchenko cho biết, công ty này đã có kế hoạch đưa các trạm biến áp và nhà máy điện chưa bị phá hủy hoàn toàn trở lại hoạt động. Nếu không bị tấn công thêm, ít nhất 50% các tổ máy điện bị hư hỏng sẽ được kết nối lại với lưới điện. Người đứng đầu bộ phận truyền thông tại Ukrenergo, nhà điều hành hệ thống truyền tải năng lượng của Ukraine, Maria Tesaturian cho biết,
số lượng tên lửa tương tự như trong cuộc tấn công mùa đông 2022-2023 đang được dùng cho 5 đến 6 cơ sở năng lượng trong một khu vực. Bà Tessa Turian nói thêm rằng, Nga đang cố gắng cắt nguồn điện của các khu công nghiệp và thành phố lớn. Theo bà Tessa Turian, các tổ hợp phòng thủ có thể được sử dụng để bảo vệ các trạm biến áp kích thước nhỏ do Urenergo quản lý khỏi các cuộc tấn công của Nga. Nhưng rất khó, nếu không muốn nói là không thể, bảo vệ các nhà máy điện lớn, vốn phải mất vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm để sửa chữa và khôi phục. Người đứng đầu Ủy ban Quốc hội Ukraine về năng lượng Andriy Herus cho biết, một điểm khác biệt chính so với mùa đông 2022-2023 là Nga đang triển khai các tên lửa đạn đạo có độ chính xác cao đắt tiền. Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine ước tính rằng Nga có đủ tên lửa để thực hiện một hoặc hai cuộc tấn công quy mô lớn trong vài tuần tới. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cụ thể cho nhận định này. Trong quá khứ, khi Ukraine và phương Tây nói rằng Nga sắp hết tên lửa, Moscow thường thực hiện các vụ tấn công quy mô lớn ngay sau đó. Ngày 6 tháng 4, truyền thông Ukraine đưa tin nhà báo điều tra Zephen Sohat, 27 tuổi, đã bị các sĩ quan tiếp cận, trao giấy gọi nhập ngũ khi đang điều tra bê bối lãnh đạo cơ quan an ninh, khiến Bộ Quốc phòng Ukraine bày tỏ phẫn nộ. Cụ thể, vào ngày 1 tháng 4, các sĩ quan phòng tuyển quân Opolonsky ở thủ đô Kiev cùng một người đàn ông mặc thường phục đã tiếp cận nhà báo Sohat tại trung tâm mua sắm để trao giấy gọi nhập ngũ. Các sĩ quan nói rằng Suhat đã 27 tuổi nhưng chưa đến phòng tuyển quân để đăng ký thông tin nhập ngũ. Anh Suhat không nhận giấy triệu tập và quay video lại sự việc khiến các sĩ quan tuyển quân bỏ đi. Anh Suhat là nhà báo thuộc cơ quan báo chí điều tra Zlitfor.info của Ukraine. Trong cuộc điều tra gần đây, anh Suhat phát hiện vợ của Ilya Vityuk, lãnh đạo bộ phận an ninh mạng thuộc cơ quan an ninh Ukraine SPU, đã mua căn hộ trị giá khoảng 516.000 đô la Mỹ, nhưng ông Vityuk chỉ kê khai thuế căn hộ giá 330.000 đô la Mỹ. Các nhà báo Zlitfor.info xác định người đàn ông mặc thường phục là người nhận diện Suhat để các sĩ quan tiếp cận. Người này có thể là Oleksiy Bilenko, đang công tác tại SBU và là trợ lý thân cận của ông Vityuk. Hiện Oleksiy Bilenko không trả lời yêu cầu bình luận của các nhà báo và chặn liên lạc với họ trong ứng dụng tin nhắn. SBU, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đang xác minh thông tin của Zlitfor.info và sẽ thông báo khi có kết quả. Trong tuyên bố ngày 6 tháng 4, Bộ Quốc phòng Ukraine đã bày tỏ phẫn nộ trước hành vi gây áp lực với các nhà báo, coi đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tuyên bố có đoạn: công việc của các nhà báo là nền tảng của xã hội dân chủ và là một phần quan trọng trong xung đột với Nga. Bảo vệ Ukraine là nghĩa vụ của mỗi người lính và đây là một vinh dự, không phải công cụ thao túng. Theo pháp luật Ukraine, SBU không có thẩm quyền chỉ đạo hay ra lệnh cho các văn phòng tuyển quân để gửi giấy nhập ngũ cho các nhà báo. Hiệp hội truyền thông Ukraine Media Group đã gửi lời tuyên bố tới Tổng thống Volodymyr Zelensky, Giám đốc SBU Maxim Maliuk và các quan chức khác, yêu cầu truy tố các sĩ quan SBU do lạm dụng chức vụ, theo dõi trái phép và cản trở hoạt động báo chí. Ngày 8 tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video robot giả phá mine Stalker hoạt động trên cánh đồng gần thành phố Avdiivka thuộc tỉnh Donetsk. Đây là lần đầu thiết bị này được triển khai tới khu vực chiến sự ở vùng Donbass để kiểm tra tính năng trong thực tế trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt. Nhà sản xuất DSST Uran cho biết mỗi xe Stalker nặng khoảng 27-30 tấn, được trang bị bộ lưỡi cày rộng 3m và có thể giả phá bom mìn nằm ở độ sâu tối đa 30cm dưới lòng đất. Lính công binh điều khiển xe bằng cụm thiết bị như tay cầm chơi game từ khoảng cách 1-3km, tùy điều kiện chiến trường. Stalker được lắp 4 máy quay kèm tính năng truyền hình theo thời gian thực để bảo đảm khả năng quan sát, phản ứng với tình huống xung quanh. Kíp điều khiển được triển khai trên xe thiết giáp kháng mìn để đối phó những mối đe dọa như đạn pháo và hỏa lực đối phương. Stalker trang bị động cơ 540 mã lực, có thể đạt tốc độ tối đa 10 km/h khi di chuyển và 5 km/h trong quá trình phá mìn. Đại diện DSST Uran nói rằng xe đã giả phá được mìn chống bộ binh BMN-2 và PMN-4 cùng mìn chống tăng TM-62 khi triển khai ở Avdiivka. Dù thiết bị bay không người lái và pháo là các vũ khí chủ đạo hiện nay trong xung đột ở Ukraine, mìn chống bộ binh và mìn chống tăng cũng được hai bên sử dụng với tần suất lớn trên chiến trường, đặc biệt là phía Nga. Hệ thống phòng tuyến kiên cố được gài mìn dày đặc của Moscow là một trong những nguyên nhân chính khiến chiến dịch phản công mà Kiev phát động năm ngoái thất bại, buộc họ phải rút lui và chuyển sang chiến lược phòng thủ chủ động. Các binh sĩ Ukraine khi đó cho biết đà tiến của họ bị chậm đi rất nhiều do công binh phải liên tục giả phá mìn trước khi bộ binh, thiết giáp có thể đi tiếp. Chiến thuật này đang được lực lượng Ukraine áp dụng ngược lại để đối phó với các cuộc tập kích của Nga, gây nhiều khó khăn cho đối phương. Báo cáo công bố tháng 6 năm ngoái của Viện Nghiên cứu Globsec cho biết Ukraine đã trở thành bãi mìn lớn nhất thế giới, với khoảng 30% diện tích lãnh thổ cần được giả phá mìn kỹ lưỡng hậu xung đột. Ngân hàng Thế giới trước đó ước tính Kiev sẽ phải tốn ít nhất 37 tỷ đô la Mỹ để thực hiện hoạt động này.